Xin được kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với cả ô tô Huy Hoàng. Vâng, hôm nay em Hoàng xin được giới thiệu anh chị em một mẫu xe SUV gầm cao là đến từ hãng Toyota anh chị em nhé. Đó là Toyota Fortuner. Bản này là bản Sportivo anh chị em ạ, bản đặc biệt thể thao anh chị em nhé. Sản xuất năm 2015 và là máy xăng một cầu. Đó. Ok, chúng ta sẽ đi luôn vào chi tiết anh chị em nhé. Để chúng ta xem bản TRD này khác gì với các dòng xe khác. TRD chỉ có màu trắng thôi anh chị em ạ. Đấy. Anh chị em có thể nhìn thấy ở đây bộ body kit nhé. Đấy. Rồi ạ, mặt ca lăng sáng này. Đấy. Đấy. Mặt mạ chrome. Rồi ạ, đèn pha cốt đây. Đó, anh chị em nhìn nhá. Đấy. Và xe cũng được độ đèn bi gầm này. Đấy. Cực sáng luôn anh chị em ạ. Và phần thân xe anh chị em có thể thấy là độc quyền của hãng Sportivo luôn. Đấy, TRD Sportivo. Đấy, phần la răng anh chị em nhé, la răng xe. Đấy, lốp theo xe dày bịch này. Rồi ạ. Đó. Có bộ tem Sportivo, gương chiếu hậu ngoài được sơn theo màu xe và có tích hợp đèn báo rẽ. Đấy. Ok, mời anh chị em chúng ta sẽ vào trong xe tham quan nhé. Đấy. Xe thì là bản máy xăng anh chị em ạ, thế nên là ghế lái sẽ được chỉnh điện này. Đó. Rồi đã được lên bộ áo ghế cực đẹp đây, rất là hiện đại và trẻ trung. Ở trong nội thất xe thì cực kỳ tiện nghi luôn anh chị em ạ. Anh chủ cũ đã độ kha khá đồ chơi. Ví dụ ở đây là chúng ta có thể thấy là một màn hình Android OLED khoảng 8 inch anh chị em nhé. Rồi ở đây chúng ta có cam hành trình này. Đó. Rồi vô lăng đây, bọc da. Vô lăng bọc da. Có đèn pha, đèn cốt này thì chưa được lên hệ thống tự động. Cũng như là ở bên gạt mưa nữa, cũng chưa được lên tự động anh chị em nhé. Đây chúng ta có thêm một cổng sạc ở đây. Và một cổng sạc ở đây nữa anh chị em ạ. Đó. Ok anh chị em, chúng ta sẽ xuống với cả hàng ghế thứ hai nhé. Đây là hàng ghế thứ hai anh chị em ạ. Đấy. Thì em Hoàng có cái nhược điểm của xe này, đó là hàng ghế thứ hai thì ở giữa này, tức là hàng ghế giữa ấy, thì chúng ta sẽ không có cái gối tựa đầu. Còn đâu thì chúng ta vẫn có cái bệ tì tay ở đây và giá đề cốc ở dưới này anh chị em nhé. Ok anh chị em. Và phần đuôi xe đây anh chị em ạ. Đấy. Xe cũng được dán kính chống nóng Luma của chính cái hãng từ Mỹ nhé anh chị em nhé. Các viền đè cực kỳ đẹp. Cánh lướt gió đây anh chị em ạ, cũng của TRD luôn. Đấy. Thanh giá nóc thể thao. Thanh giá nóc thể thao anh chị em nhé. Đó. Rồi ốp chống xước, ốp bô rất là nhiều. Đó. À, vâng, đó là toàn thể những gì mà em Hoàng muốn nói về chiếc Toyota Fortuner bản Sportivo sản xuất năm 2015 này. Thì chiếc xe này thì bên showroom em Hoàng đang mong muốn với mức giá là hơn 600 triệu một chút anh chị em ạ, hơn 600 triệu một chút thôi. Và anh chị em có muốn mức giá ưu đãi hơn nữa thì anh chị em hãy gọi số hotline 0983322508, em sẽ để trên màn hình nhé. Luôn luôn phục vụ anh chị em 24/24 luôn. Và để trải nghiệm dòng xe này anh chị em hãy đến với cả showroom Vương quốc Gầm Cao, địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn, tại thủ đô Hà Nội ạ. Đó, vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn nhé. Em Hoàng xin kính chào và cảm ơn các chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.